bà sư sư đây bong bà sư sư đây bà chùm riêng su bà khôn đến cơ sư sư đây đi kia khôn đến bà chùm riêng su ai ạ đọc bà chùm riêng su bà nhầm nâng chlai tọp bà sư sư đây ôn chết rung mòm bà sư sư đây bong sư đây nào bà tìm bà răng bà sư sư đây bong bà dư nâng ọc nha thằng ai nâng tăng chật bần tay môn nâng bà clip nâng nhầm nâng thư ca chlai tọp tạm clip nâng để bong bốn ọt miền bị thiên ọc bọt ấy đó đi tới khi nhầm thưa ca chơi để tam clip bà chơi để tam clip đồng bài nâng thưa ca bỏ sai hay lựa dụng nào chấm nói sầm khăn đồng bài nâng bỏ sai chơi top tôi nâng ở bọc lũ hồn sen phòng này hay có chơi ở cả đồng bài nâng đam nhau tại đó bà son đã son thả bà xuống đây bà xuống đây ôn sâm bồ bà son rất thả bà xuống đây bà xuống đây ôn sâm bồ bà đừng ấy bà con khai xoay riêng xuống đây được đấy bà xuống đây bằng phụ nữ ở kia bà có phụ nữ chỗ tốt sân à bà xuống đây bằng đà ra nào ở Canada bà xuống đây bà bằng xong đà ra ngày nắng khi nhầm đừng chơi đặc ca chỗ bằng tách trong cột túi rồi cả ai nơi dây môn sân các bạn này bà nơi dây môn sân bà xuống đây phụ nữ bà xuống đây bằng bà nào ở Canada bà ngày nắng phụ khi nhầm ăn xì à xì rồi rồi hay à xì rồi lần trong chồn mà mong ta hơi chân khi nhầm có chuyện ok lại đâu tạm cả bớt rong lại đặc biệt này phần tay lời là mưa à xì rồi sẵn hay có xì à xì rồi sẵn mà chân có chập đầm lại bà nó bong đã cả chết muộn lư chụp bạc lọ nà nó bong o con chân bà đã cả chết muộn chân nhầm nâng xìa bà thuê cá xìa sẵn bà đâm bay vô bóng ôn ngọc nè nâng ở quật chôl mưu bà chôl mưu bán chân bạn này dừng không tha Facebook giang này có bóng ôn chôl mưu bán chân này bà vô ọt đôi phê bọc nhầm phê bọc nhầm khi nhầm tụp nâng promote bà phê bọc nhầm nhầm promote chẳng hãy tụ bóng ôn chôl mưu trăm đập nẹ bởi nẹ bấy nẹ có ọ quân chân này nó không cả promote nó không phê bạn này Facebook nâng và bằng ôn chôn mưa tạch bị trăm xám sắp xe sắp nhẹ nâng on chật đầy nâng mà Facebook on chật đầy bà mà nó chẳng bằng ôn chôn mưa yang hỏi nạc gồm rồi chiêng ấy đâu bà mà rồi mà nhu ấy đâu ở nâng từ miền à rộm nó không cả này dây nào bằng ôn bà bằng đây nó không cả xìa đây nó không cả chạy rầm lệ nó bằng ôn đây bà từ miền bằng ôn những chôn mưa chẳng bà đã tàu cầm tụ vì ấy bà nâng ngày còn không ai xoay riêng bà khi nhầm nâng lựa lạng mà nha dây môn đồ bố nâng khi nhầm xong nha dây người ta cho kháng nha đã xong sất phương dụ bài cho mùi nâng rồi bọp lũ hôn sàn bà đôi chìa thay mai nâng khơi mong phôn nhưng thưa cáp học bụt bụng và priết nà ta mà nai dân công phải xô ơi tọc kè dùm tạch tạch bà này nó tọc kè để đã có mong mai có mong mai chơi mài chọp là ta cái nhưng mình chập ăn gì bà nâng ấy bà sư đây đây bỏng bờ bà sư đây được nghe bà bỏng bờ bà nâng ấy sư đây được nghe mà ôn chưa rụp chuyện chỉ có rụp bạn ấy ngày nắng trong sông đầm nhà ta đào nhà đào sông sệt phơi nhiều bài chúng mui đừng gặp bọ lụa hồn sen bà đà linh con khai bà chúng đẹp su cái nhánh có chúng đẹp su được nhé nhánh bà ai bói xuống đây bói ai trong đừng đập xe đó phụ quật tạch ca xong sức phơi nhiều bài chúng mui đừng gặp bọ lụa hồn sen biệt print smile tờ nâng đôi bằng ô dư lâm dây chẳng biệt print smile tờ nâng ca lùm o ai lụa hôn sàn đi đôi lụa pull hôn pull hôn để quật sàn xong sức phương này dù bài sợi ôn bà sư sợi bạn bóng sợi bà rừng ôm sợi nặng bóng sợi đấng nhằm hào quật bóng chẳng tắc mà cứ về chữ ca lùm o thì khi nhằm này dây hay thì dây tiết mình dây nó không phê phong nó không Facebook phong khi nhằm còn dây đài ca xong sức phương này dù bài ca bằng cất bạc mây về chữ ca lùm o ai bạn cần nằm lại để bạn nói bà person bà opulu bằng cách cái nào bạn hiểu bài rứa sna sứt xong phun hiểu bài
việc prep thêm đôi chia chương riêng đồng bài tập chương kê ao cái nạp bạc chi chuyển rồi cái chế cả làm o mua ao cái nạp bạc chi chuyển được chưa đấy lúc bọn hôm có quật nâu một ngày chỉ mua được nhom và man đấy bọn ôn ở khnề và bọn hôm quật có nâu chít chít nhom được đấy và nhé còn bàn tay sọ sợi dây chìm bọc cả để quật bàn thờ sầm sệt phơi nhiều bài tiếng tiếng để quật khôn quật nâng mình bàn khó ở vầy và để ở bàn khó ở vầy quật mình men chỉ chuyên quật chết quật mình men chỉ chuyên mình plan chết vận tay hết ấy bàn chỉ quật sầm sệt phơi nhiều bài vì lũ hồn sai đồng mình chấm nói như hai cứ ở bóng ôn chưa được chết không ai dừng nâng quật miền ca khó chết chẳng khăng chấm po mình tray mùi chấm nôn để quật sầm sệt phơi nhiều bài hay tàu bằng cát cái nắp bát máy. Bất tài tam cá bất tới khi mưa khơi thả cá bằng cát cái nắp bát máy những việc ăn miên nẹt quan tru thế. Bả con sừng khâm thả miên bao bồi bị chìm vào chỗ rùm đầm bay đừng quan tru nẹt đại tàu bằng cát cái nắp bát thì dù bay đầm bay còn để trong ban phò bây giờ tàu khôn trong ban đầm nay trong ban dục sạ trong ban thanh nã chìm vào nó thế. Bả bất tài tam cá đại dương trong cái prai bất tài chuyện mũi dương trong phạm đồ bất tài chuyện mình men dương từ sông sứt phun nhiều bài bị chuyển phải đặt ca tiếng tiếng để khôn dương mình ban men cũng họ vậy nốt đề anh đang sông chiệp từ ngóc nhá rồi sông chiệp từ đó nhận nhiều bài tiếng lái để ban có bắt này chăn tiệm bằng bộ bị chiệp rồi đồng bài sông sứt phun nhiều bài khi sông prap thả ca phun nhiều bài ở phụ lũ gần tại chia ca trong ban năm nay những dục sạ rư liệp sạ cả rạ mùi chùm luôn để bằng nốt đề phần tay ở phụ lũ ở ban phun đồng bài rộp phần bởi dõi chung là chết nâng phần bởi dõi chung là bảo vụ chìa bởi dõi chung nó tế chẳng hay ca xong sức phương này dù bài nế bảo vụ chìa bởi dõi không ai dương chỉ trang gọt bàn mơ khơi thà ca xong sức phương này dù bài việc cửa tay chìa ca mũi đá chui lùm o oi cái nạp bạp chìa chuyển rứ chui chung chìa nhỏ cái nạp bạp chìa chuyển nâng tù cướp cướp ẩm nai bẩn to đột tịt mình men chỉ cam để trong plap đô này được bóp này mũi đầm bay xoay rồi giật thua chun đào bằng ôn bị chìm rót xoay rồi giật thua chun đào sừng cung đột tề rứ ở trong thưa ca cái pre này sừng cung mũi oi miên lịch thiệp chưa thập tài tâm trâu của rốt này sức thiệp mà nó tâm trâu đột tề cứ gần tài chỉ ca để từ tu ban này cái hào thà liệp sạ rạ vì cái nã bạ để có bọt chiết cái nạp bạc để vừa ao chiết nâng lịch luống bà tù vinh chẳng những đang khai thác cái nạp bạc chỉ chuyên sắp thay nâng cư chìa cái nạp bạc để kỳ bàn vừa ao xịt được cách được không thể cảm chuyên nâng cầm phong tài lựa chọc bà nhá đa linh còn phải cầm phong tài vừa ao lựa chọc dạng khẳng hay vừa ao bố ruột mai dương đọc của mùi liên nệ cầm phong tài bắt này thả vị ca để phụ quật luộc từ tù bàn này kinh chọc thảo vị ca mùi chùm nôn cho được nóng chiều vụ phiếp nâng cổng cổ xa bảo phụ quật ấy chỉ bị xét ca sĩ Paul ở đây ca sĩ có để bảo phụ chiếp ruột mai dương luộc để ca đám đốc bảo phụ quật cứ miền tìm xa xâm rập từ tình quật hay miền bạ chùm nôn đó quật mùi chùm nôn để quật ai rốt bán bàn tay ở lâu nâng cứ quật cổng phong để miền ca thật lợi chọc dạng lắng đời xa để nhận nhiều bài môi chùm nôn quật mưa đất khơi nhằm bị bành hạ để bằng ôn bị chìm ruột để quật chụp đẹp bài chỉ nôm khi nào xong sức phương nhiều bài còn cả được nôm để nhận để phương ai bằng ôn bị chìm ruột của bông để chụp đẹp nó bành hạ rừng chiều và phép của đội chơi rừng tìm xa rồi bằng ôn cả có nâng ách chiều của coi chỉ đồng nên chúng nói như hay nhận nhiều bài quật cụ để mưa khơi vì cả sẽ khuyên nó bảo ông ôn bị chìa bật cứ quạt sẽ khuyên nó vậy quạt trong ban nằm nói quạt trong ban liệp sạc rạ vì thân đợi nuông trầm có hà sập của lô rư của lưu bì mơn rư tự trái bì đọp rư có bị chênh mà cái chọc rư xâm rong môi nó thể quạt trong bán thì ở vậy để quạt trong bán cứ quạt trong ai rất thả bị báo nên quạt kè tùm rộng này sẽ được cách ở bảo bà tích cảm chứa đồng mây ở bà tích cảm chứa nâng miên ca lút lùa nơi không xịt cách nông thôn tỉnh Campuchia bà xịt đây xuống đây bà xuống đây bà Saron bà xuống đây bà chân tre vong bà xuống đây vong bà xuống đây chẳng nợ xong sệt vừa vừa nhiều bài đồng bay lầm ó oi lụ hồn sáng cố kịch bị chà rằng nào bàn với ngài bà không nêu không chịu bị chịu rốt mà nợ không khi nhóm thư ca đặt tên từ đó nhận nhiều bài để khi nhóm thuộc quân thuộc bọc nào oi nè dương cô tại
kết mưa ta thả ở vây đây bóng phố bị chịu bộ rốt trong bán nó cứ quật trong bán này ca pháp đô này là bọp này bà bạn ok ok bà bờ kháng chôl mọ đọc xài tam vị thị bà bánh ok ok bà cho mình cho lời tọp tàu ok ok bà mình men chữ ca kháng ấy được thế bà ca đọc xài đòi xoan tệ vị thị vì mình men thật nở lư nợ đài quật rốt chạy cho sợ nó tệ cả đó sai đòi xoắn tệ vị trí cứ thật là lừa bị chia bờ rót đại chia mà chấp đi bà nè bị chia bờ rót đại chia mà chấp đi bị chia bờ rót đại mà chấp nào bạn bóc nào chun ở cái nắp bạn cả nằm na rứ bạn bóc nào ở cái nắp bạn nằm mũi đầm bay cướp cuồng nằm na cứ phụ quát trâu tài cạo chua đồng ngọc nè đầm bay rốt đầm nó sai nhưng công sự không tha nè đại luật cho sợ bay bốn trăm nè mà phải nè nâng sừng khâm từ lứa phụ quát tha phụ quát ai đọc sai chú nó bóng ôn bị chia bộ luật bản ở đây cứ quát bưng từ lứa bóng ôn bị chia bộ luật ngọc nè nông cá chô rùm đồng bay thuốc cá tiềm tiềm bà chân tra văng đi bà than khao rồi dặn khắp bà than khao rồi dặn khắp khi bà dặn lời khắp dặn mà đi than lời khắp chẳng nhóm phát đâm từ đó nợ đầy xong sật phương này dụ bài từng ọt nâng cư oi phụ quật nâng thua ca bị cha rả ná bà thua ca bị cha rả ná là vinh nó không ca đáy phụ quật sân sật xong phương này dụ bài chứ mùi nâng cả nạ bạc bởi chí chuyên đại chứa cả nạ bạc bàn bỏng plan nâng chuyên mình lịch nấy sật thị giới rãi phiếp nó không ca chô rùm nâng không ca quâm trô rồi bỏ bỏng phụ chí bỏ đối chứ này hay dương cô xong lăng mơ lại bàn bên ngay môn nâng không ca dương xong sật phương này dụ bài nó mình men dương chết tại xong sức phương này dụ bài tam chậm nong trong ban ở bộ quật đại quật gần tại trong ban liệp sạc ra nâng trong ban đậm nánh rư mũi bỏ bộ lũ gần tại chiến nhạc đại lùm o này dụ bài oi lũ hồn sen rư mũi bỏ bộ lũ gần tại chiếc ca cổng đo oi lũ hồn sen nâng cực cường ẩm nát đồng bay thư bà bóng ôn bì chìa vô rộn bà tỏ tịt nếu chúng nói tầng này bàn chẳng khi nhóm xong bình chọn nó về thiên bọt ca xong sức phương dù bài rồi bọt nợ dù bái ở môi chùm đồn bà hộ bài nó bọn bà nâu ở lại bọn bà bọn xa rôn ở xa rôn bà nâu ở lại chẳng nhóm miền clip video bọn bọn miền clip video nhóm nâng thua ca bà ở bọn bọn nó nhóm mưa clip video mùi nế ở chùm phúc bọn bọn bì chìa bọn bọn khám ai dương để phụ quật miền ca rôn cổ bà clip mới này bóng ôn dưỡng gọi bạn chạm xài hai bàn tay nhằm chọn bóng ôn dưỡng đập bà Việt Nam nâng chất về thiên ca tạm phơi cho bác đại bình đánh bà chia bộ rốt khám ái đại công bông thừa ca nghĩa rưu miên vô tầm miên nâu khnông bà tế Việt Nam nâng bộ lạc bộ rốt tế đại khám lịch khách ảnh nhát thừa ca trầm trấu rưu mừng cổ rốt tạm vị thiên sử đáy bì ca chanh chốn ai chanh bì bà tế đâm bấy chìa viên ca bà bác bộ lạc khó cho bác ni bà dông tạm sạc đáy chùn đâm đắng rộ bọ ai chạc kẻ rì chạc tù Campuchia bà chăm xà thề ra nạ rốt sân cùm nị dông Việt Nam cho nó ngay thì đập rằm bí khai ụ sụp hìa nâng sạc đáy chùn đâm đắng đỏ đá bà này đơn thá dông tán xà bò rò miên Việt Nam News cho nó ngay thì đập rằm bí khai ụ sụp hìa mà xà lâm ảnh rốt tha phì bà Việt Nam nâng bình đánh bộ lạc bộ rốt tế đại công bông thua ca khó cho bác chân phí bà tế chiếc mùi khả nền này có xuống càng nghe dụng chân nâng sân cùng một cách Việt Nam bàn xa ở nhà thổ khách nâng cổng nền này phần tên khả nạn nghe bẹp bọn tên ớ trâu cùng rừng ca trụt bình nất lịch khách ạ nền nhát càng nghe nâng chùm nôn bộ lạc bộ rơ tế nó tam bàn đà xa hạ kriết nâng cử sử thang nền này đại ạ nô vót tàn cho bắp dịch thờ đồng miến đàm bấy chìa viên ca bà bộ lạc khó cho bắp nâng khổng bộ rơ tế bình niên khả nhầm xâm ơn The Time News. Bọn phụ nữ ạ, nhé, bà hãy chờ bàn khơi, bàn sạch, bàn lưu hơi. Đầm nâng đó là cọ bổng phót xâm rạp bộ rốt khám ai. Bà, bộ rốt khám ai dương từ rốt nâu, rư tàu bà cọp mô rốt bò, rư rốt xí, rư cho chìa bộ là có kê nợ khăn nông bà tế Việt Nam, nợ khăn nông bà tế dùn chứ. Bà không ai hào ở Việt Nam hay hào bà tế dùn. Tàu kê chập bình chùn, bà tàu kê chập bình chùn, oi mô bà tế khám chìa bình. Ai dưng xu thả bà tế Campuchia dưng đại là cầm bông tẹp tục chân bà tế đôi chì dôn nâu nông bà tế Campuchia dưng đòi khó chấp bạp bà đòi khó chấp bạp ta rốt tha bị bao khám ai dưng nâng quật miền thư ca chặt bị thiên là ca đôi ảnh nha thô dôn đại lực tế
យូរនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់លានអ្នកទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់តែយើងឃើញថាអាជ្ញាធររបស់ខ្មែរនឹងចាប់បញ្ជូនជនជាតិយួននឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសយួនដែរឬទេអានេះគឺជាដំណឹងដល់អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទជាដំណឹងអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាមិនថានៅក្នុងប្រទេសសៀមប្រទេសកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីឬប្រទេសយួនទេពលករខ្មែរយើងណាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគ្មានបានអនុញ្ញាតឬក៏បាត់អនុញ្ញាតដើម្បីស្នាក់នៅឬស្នាក់ធ្វើការគឺគេត្រូវចាប់បញ្ជូនយើងសួរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះអញ្ញាធម៌ខ្មែរយើងនេះបាទហេតុអីបានជាពួកគាត់នឹងអត់មានខួរក្បាលអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈដូចគេផងមើលបាទណាបងប្អូនមើលបាទមួយទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនបាទឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនអំពីបញ្ហាដែលដែលពួកគាត់បាទដែលពួកគាត់ជពាក់លុយថាគាត់ដាក់កំហុសឬក៏លាក់កំហុសទៅខាងឡុងណុលបាទណាទម្លាក់កំហុសទៅឡុងណុលថាឡុងណុលជពាក់ខ្ចីលុយបរទេសខ្ចីលុយអាមេរិកខ្ចីលុយរុស្ស៊ីអីមកដើម្បីទិញគ្រាប់បែកមកទម្លាក់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់អត់នេះទេបាទលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់អត់បានបញ្ជាក់អំពីការជំពាក់លុយគេនឹងលងណុលជំពាក់មកប្រមាណប្រមាណហើយយកមកប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាលងណុលនឹងមិនច្រើនដូចលោកហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនជំពាក់លុយគេមកហ្នឹងបាទប្រមាណក្នុងនាមយើងជាឋានៈដឹកនាំមួយដែរបាទសម្រាប់ការបាទសុស្ដីសម្រាប់ការបាទចក្ខុសម្បារោសុស្ដីលោកហ៊ុនសែនជំពាក់លុយគេមករាប់ពាន់លានបាទរាប់ពាន់ម៉ឺនលាននេះបាទនរណាគេណាគេអ្នកសងហើយយើងដឹកនាំមក30 40ឆ្នាំហើយហ្នឹងតើហេតុអីបានតែយើងហ្នឹងមិនព្រមសងគេមកពីមុនមកបាទយើងដឹកនាំ30 40ឆ្នាំហ្នឹងយើងដឹកនាំមកដើម្បីអ្វីបាទស្ដាប់បន្តិចទៅចាស់បងប្អូនប្រាក់ដែលលន់នៅជប៉ុនអាមេរិកក៏ពង្រឹងការទៅជាដើមទៅជាការបោកនឹងអាពីនេះជាមួយទៅលើគេអភិវឌ្ឍអាស៊ីតំបន់ទៅយើងដោះស្រាយបានពេលនោះអាហានស៊ីត្រូវប្រគល់សិទ្ធិឲ្យខ្ញុំទៅខ្ចីលុយទៅលើគេមួយយកទៅសងទៅលើគេអភិវឌ្ឍអាស៊ីទៅបានទៅទួលការខ្ចីពីទៅលើគេអភិវឌ្ឍអាស៊ីឥឡូវយើងមិនអាចទទួលអន្តរជាតិពីហើយអ្វីបានទេតែសារយើងនៅជពាក់បំណុលរបស់អាមេរិកនិងជពាក់បំណុលរបស់រុស្ស៊ីយន្តទេគឺយើងមិនអាចទទួលពីហើយអ្វីបានទេនេះជាបំណុលមិនដឹងថាលុយដុលយកទៅណាផងហើយបខំឲ្យយើងសងឲ្យយើងសងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជូវីរិននឹងពិចារណាអំពីបញ្ហានេះព្រោះលោកមកខ្ចីមិនដឹងទៅយកទៅប្រើនៅណាអីណាទិញក៏បែកយកមកទម្លាក់ពេញទៅស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះគឺបញ្ហាសំខាន់របស់យើងគឺថាយកប្រថៅមកវាយយើងហើយវាយបីក្បាលហើយទៀតទៀតយើងជូតប្រថៅដែលប្រឡាក់ដោយឈាមយើងទៅទៀតមួយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសមិនថារដ្ឋបាលណាឬរដ្ឋកាលណានោះទេអ្នកកាន់អំណាចឬគណៈបកណានោះទេបាទណាពេលដែលគេចូលមកគ្រប់គ្រងអំណាចបាទគេមកដឹកនាំប្រទេសគឺយើងត្រូវតែសងបំណុលគេមិនយើងទៅបន្ទោសគេទេ
ណាមិនយើងទៅបន្ទោសគេទេណាយើងត្រូវតែធ្វើការសងបំណុលគេណាមានអត់បាត់ណាបងប្អូនពូជខ្មែរបាត់ដៃសួស្តីបងបងប្អូនតារោបាទសួស្តីបងបាទណាយើងត្រូវសងមិនយើងមិនសងហើយយើងបែរតែខ្ចីថែមទៀតទេឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនជាពាក់គេរហូតដល់ប្រមាណបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនជាពាក់គេរហូតទៅដល់$200,000,000 $200,000,000បាទហើយយើងសួរថាបើយើងបែងចែកនៅក្នុងពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រឹម160,000,000អ្នកហើយពលរដ្ឋខ្មែរ160,000,000អ្នកហ្នឹងត្រូវជាពាក់បរទេសប្រមាណអាហ្នឹងផ្ដាំទៅដល់កូនខ្មែរយើងដូចបងដែលគាត់ទៅសេដាក់ថាពូជខ្មែរបាត់ដីហ្នឹងគាត់ដាក់ profile របស់គាត់ពិតជាត្រឹមត្រូវណាគាត់ដាក់ល្អណាស់ឈ្មោះគាត់ល្អពិតប្រាកដខ្ញុំចង់កែប្រែដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាពូជបាត់ដីដូចគ្នាបាទព្រោះអីក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បែរជាយើងអត់អាចការពារទឹកដីខ្លួនឯងបានបាទបណ្ដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបោះប្រគល់ព្រំដែនតាមតែក្បាលវ៉ាល់ហ៊ុនសែនមិនបោះប្រគល់ព្រំដែនតាមតែក្បាលវ៉ាល់ហ៊ុនសែនអត់មានការចូលរួមពីការយល់ឃើញពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគេបោះដោយអារម្មណ៍របស់គេគេបោះដោយតាមតែមាត់របស់គេគេចង់បោះគឺបោះដោយមាត់របស់គេចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែរដែលយើងអត់អាចនឹងហ៊ានការពារទឹកដីអត់អាចនឹងហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការដែលការបោះព្រំដែនបោះប្រគល់ព្រំដែននឹងវាប្រៀបស្មើទៅនឹងយើងដែលពូជខ្មែរបាត់ដីចឹងហ៎ពូជខ្មែរបាត់ដីបាទពូជខ្មែរបាត់ដីពូជយើងអត់អាចចូលរួមខ្ញុំប្រាប់ទៅអូខេផងបាទអូខេខ្ញុំប្រាប់ទៅអូខេផងបាទបើយើងខ្វះការចូលរួមយើងខ្វះការសាមគ្គីគ្នាយើងកុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចទៅការពារទឹកដីបាទបាត់ដីមានបើនៅក្នុងស្រុកបាទបាត់ដីមានបើមាននៅក្នុងស្រុកបាទអត់ដឹងថាគាត់ចង់និយាយអំពីអ្វីបាទខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះដោយបងដាក់ថាពូជបាត់ដីឬក៏ពូជអត់កំណើតបាទឬក៏ដាក់ថាពូជខ្មែរអត់កំណើតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងណាបងប្អូនកុំប្រកាន់ណាខ្ញុំដាក់ profile account Facebook ខ្ញុំថាពូជខ្មែរអត់កំណើតពូជខ្មែរបាត់ដីចឹងទៅបាទព្រោះខ្ញុំមើលឃើញពលរដ្ឋខ្មែរយើងភ្នាក់ច្រើនការចូលរួមពីជីវភាពនយោបាយគឺពួកគាត់មានតិចបាទចូលរួមដោយភ្នាក់តិចណាប៉ុន្តែបើរឿងក្រុមគ្រួសារការឆ្លុះគ្នារឿងគេកាប់ចាក់គ្នារឿងគេដូចថារកសាមសៅគេថាស្នេហាត្រីកោណគឺបងប្អូនយើងចូលទៅមើលរាប់សែនរាប់ម៉ឺនណាស់អាហ្នឹងហើយទើបបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំនឹងចង់បានដាក់ឈ្មោះ Facebook ខ្ញុំថាពូជខ្មែរបាត់ដីណាចង់ដាក់ថាពូជខ្មែរបាត់ដីទៅវិញខ្ញុំចង់ដាក់ចឹងវិញណាបាទពូជរត់ចោលស្រុកបាទសួស្ដីបាទពូជរត់ចោលស្រុកបាទហ្នឹងហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមតាំង account profile របស់គាត់ដាក់តាំងតែពូជបាត់ដីពូជរត់ចោលស្រុកពូជដែលគេហៅថាពូជសាសខ្មែរអត់កំណើតអីចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ពួកគាត់ចង់បញ្ជាក់ពីបេះដូងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានចិត្តខឹងពួកគាត់ទេតែមុននឹងខឹងពួកគាត់ដាក់ profile ថាពូជបាត់ដីពូជរត់ចោលស្រុកណាឬក៏ពូជអត់កំណើតយើងត្រូវគិតពិចារណាមើលខ្លួនយើងសិនតើយើងបានធ្វើអ្វីហើយដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងពួកអ្នកជីវភាពនយោបាយណាគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះហើយណា
អាហ្នឹងណាទើបបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ដែលពួកគាត់ធ្លាប់ចូលរួមពួកគាត់ធ្លាប់តស៊ូពួកគាត់ធ្លាប់លះបង់សេរីភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍រួមប៉ុន្តែខ្វះការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទើបធ្វើឲ្យគាត់នឹងដាក់ឈ្មោះ profile គាត់ថាពូជបាត់ដីណាពូជរត់ចោលស្រុកពូជអត់កំណើតបាទណាទើបគាត់ដាក់អញ្ចឹងបាទណាព្រោះមានជំងឺចាក់ព្រោះមានជំងឺបាក់ស្បាតបាទបើម្នាក់ម្នាក់យើងគិតតែពីខ្លាចព្រោះតែខ្លាចតែអាចជំងឺបាក់ស្បាតនឹងហើយទើបយើងវិធានាយើងទទួលភាពអយុត្តិធម៌ខ្ញុំអោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលពីប្រទេសភូមាប្រទេសភូមាគេបដកម្មរយៈពេល100ថ្ងៃបាទ100ថ្ងៃជាង100ថ្ងៃជាងបើយើងគិតជាខែវិញឡើង3ខែជាង3ខែជាងមិនមែន3ខែហ្នឹងមិនមែនមានការបាត់បង់ជីវិតទេគឺបាត់បង់ជីវិតរាប់រយអ្នកចូលជិត1000អ្នកសួរថាពួកគេហ្នឹងគេនៅបាក់ស្បាតអត់ពួកគេនៅពួកគេរៀថយអត់អត់រៀថយទេបាទគាត់អត់រៀថយទេគាត់ដើម្បីអនាគតកូនចៅគាត់គាត់លះបង់ជីវិតបាទគាត់លះបង់ជីវិតគាត់លះបង់សេរីភាពដើម្បីជាតិសាសគេដើម្បីអនាគតកូនគេជំនាន់ក្រោយចាសសួរថាកូនខ្មែរយើងនេះធ្វើការបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងងប់អស់10អ្នកជាងយើងបាក់ស្បាតមករហូតដល់10ឆ្នាំហើយយើងទៅតស៊ូការពារជាតិរបៀបម៉េចយើងទៅការពារជាតិរបៀបម៉េចយើងទៅរកសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់កូនយើងជំនាន់ក្រោយរបៀបម៉េចបងប្អូនណាបើបងប្អូនមានមនសិការនិងមានទឹកចិត្តដើម្បីគិតដល់អនាគតកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបងប្អូនលះបងពេលវេលាបន្តិចបន្តួចដើម្បីចូលរួមនៅជីវភាពនយោបាយចូលរួមពីកិច្ចការងារសង្គមចូលរួមពីភាពត្រឹមត្រូវបាទយើងនាំគ្នាចូលរួមលុបបំបត្តិនៃអំពើពុករលួយចូលរួមលុបបំបត្តិនៃមន្ត្រីដែលមិនគោរពច្បាប់យើងចូលរួមលុបបំបត្តិដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិធ្វើឲ្យបាត់បង់នៃសេរីភាពធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីធ្វើឲ្យខូចខាតនៃកប្បីយភ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋយើងនាំគ្នាចូលរួមយើងចូលរួមតាមណាយើងចូលរួមទៅតាមនីតិវិធីនីតិវិធីគឺយើងសំដែងនៅមតិបាទយើងតស៊ូដោយមតិយើងសំដែងនៅមតិមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការដឹកនាំដោយរបបនេះអត់ពេញចិត្តទេយើងចេញមកយើងចេញសំដែងមតិបងប្អូនម្នាក់បើចេញមួយម៉ាត់បងប្អូនពីរនាក់បើចេញមួយម៉ាត់បងប្អូនពីរនាក់ចេញម៉ាត់រហូតដល់បងប្អូន16លាននាក់បើចេញមួយម៉ាត់មកខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនេះមិនហ៊ានល្មើសច្បាប់មិនហ៊ានធ្វើឲ្យជាតិបាត់បង់មិនហ៊ានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែររលំរលៃទេសួរថាហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវទទួលនៃភាពអយុត្តិធម៌បាត់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការសម្ដែងមតិមកពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគាត់នាំគ្នាសង្ងំយោសុខរៀងៗខ្លួនចំណុចនេះហើយដែលពួកបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់នឹងបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ដែលជាអ្នកតស៊ូបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់អ្នកដែលជាអ្នកហ៊ាននិយាយអ្នកហ៊ានសម្ដែងមតិគាត់មើលទៅសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្មើទៅនឹងពូជដែលបាត់ដីស្មើទៅនឹងពូជដែលអត់កំណើតបាទខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើយើងក្រោកម្នាក់មួយកុំសង្ឃឹមថាយើងអាចយកឈ្នះរបបផ្ដាច់ការទៅអត់រួចទេលុះត្រាណាយើងចូលរួមបាទយើងចូលរួមយើងសាមគ្គីគ្នាទើបយើងអាចឈ្នះនៅរបបផ្ដាច់ការទើបយើងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងគោរពទៅតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទៅតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមទៅលើបុគ្គលម្នាក់សង្ឃឹមទៅលើបុគ្គលពីរអ្នកធ្វើយើងក៏សង្ឃឹមថា
របបផ្ដាច់ការនេះអាចផ្ដល់យុទ្ធធរឲ្យយើងអាចផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទៀមទានិងសម្ដែងមតិឲ្យយើងអត់អាចទេបងប្អូនអត់អាចទៅបានទេអ្វីដែលអាចទៅរួចគឺការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់វ័យមិនមែនសង្ឃឹមទៅលើអ្នកនយោបាយឲ្យអ្នកនយោបាយកែលម្អឬកែប្រែស្ថាបនាគាត់ទៅអត់រួចទេពួកគាត់សង្ឃឹមទៅលើម្ចាស់ឆ្នោតគាត់សង្ឃឹមទៅលើពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់គាត់សង្ឃឹមប្រសិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើយើងមើលទៅឃើញអត់គេតាមចាប់តាមចងគេតាមវាយគេតាមរំលែងគេតាមកំទេចណាហើយយើងដឹងហើយថារបបនេះគេទៅរំលែងគណៈបករបស់យើងដែលយើងស្រឡាញ់យើងគាំទ្រយើងបោះឆ្នោតឲ្យចាក់ស៊ូថាហេតុអីបានថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិននាំគ្នាក្រោកឈរដើម្បីទៀមទាស៊ូថាហេតុអីបានយើងមិនក្រោកឈរដើម្បីធ្វើការទៀមទាស៊ូដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសង្ឃឹមទៅលើក្រុមពួកអ្នកដែលហ៊ានត្រឹម3 4 5អ្នក4 10អ្នកហ្នឹងបាទសង្ឃឹមទៅលើពួកគាត់នឹងទៅដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ16លានអ្នកហ្នឹងទៅអត់រួចទេបងប្អូនរបបផ្ដាច់ការដើម្បីចង់ឲ្យរបបផ្ដាច់ការគោរពនៃសិទ្ធិសេរីភាពសូម្បីតែតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏គេអត់បានគោរពទៅតាមឆន្ទានិសិទ្ធនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យដើម្បីដាក់ទំនួនទុះមកលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងបងប្អូនបានឃើញអំពីឆន្ទានិសិទ្ធរបស់តុលាការមីជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់ធំមួយណាយើងនិយាយអំពីគិតម៉េចបាទណាហើយយើងនិយាយអំពីគិតឆាងចុះបាទគិតឆាងដែលជាបងប្រុសរបស់គិតម៉េចជាមីជួញដូរគ្រឿងញៀនណារាប់រយគីឡូសួរថាហេតុអីតុលាការត្រូវណាធ្វើឆន្ទានិសិទ្ធដើម្បីដោះលែងគិតឆាងទៅវិញដែលជាមីអុក្រិតជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយយើងងាកទៅមើលលោកគ្រូរងឈុនដែលពួកគាត់ទៅមើលព្រំដែនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍រួមហេតុអីតុលាការមិនចេញឆន្ទានិសិទ្ធដើម្បីធ្វើការដោះលែងម្ដងអសន្នឲ្យពួកគាត់ឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិអានឹងមិនមែនមានការពួករលួយតាំងតែពីថ្នាក់ដឹកនាំទេសូម្បីប្រព័ន្ធតុលាការក៏មានការពួករលួយដែរការធ្វើឆន្ទានិសិទ្ធឬវិនិច្ឆ័យអ្វីមួយនោះគឺគេអត់បានធ្វើការទៅតាមឆន្ទានិសិទ្ធរបស់តុលាការទេគេអត់បានយកច្បាប់ណាកំពូលរបស់រដ្ឋដែលយើងហៅថានីតិរដ្ឋនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យដើម្បីដោះស្រាយរោគភាពយុត្តិធម៌ជូនដល់ពលរដ្ឋគឺគេដោះស្រាយទៅតាមតេឡេក្រាមបាទតេឡេក្រាមតេឡេក្រាមហ្នឹងណាគេគឺមាត់ហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនសែនចង្អុលថាឲ្យជាប់គុកគឺជាប់គុកហ៊ុនសែនចង្អុលថាឲ្យដោះលែងគឺដោះលែងហើយតឡាការប្រៀបធៀបដូចជាតេឡេបាទតេឡេចុចបញ្ជាទូរទស្សន៍អញ្ចឹងបាទនោះដោយទូរទស្សន៍ណាតេឡេទូរទស្សន៍ចុចបញ្ជាទូរទស្សន៍ទៅប៉ុស្តិ៍នេះប៉ុស្តិ៍នោះក៏បានបាទបងចូលស្រុកមកកុំស្រែកនៅក្រៅស្រុកបាទគ្មានប្រយោជន៍ទេអូខេអូខេបាទណាបាទសួស្តីបាទចន់នេះចន់នេះ CNRP ចន់នេះបាទសួស្តីបាទណានហោសួស្តីណានហោអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងដើម្បីទៀមទាឲ្យជីវភាពខ្លួនឯងនិងកម្ពស់ខ្លួនឯងបានលុះត្រាណាយើងចូលរួមណាបងប្អូនដែលមើលហ៎បាទដែលមើលសัตว์សម្ោចសัตว์រាទេហេតុអីវាអាចពំជាលិនដល់ធំមួយឡើងដើមឈើយកទៅដាក់ក្នុងសបុកវាបានមិនវាចេះតែពំតឯងវាអូសតឯងអាចឡើងដើមឈើបានទេគឺវាត្រូវការកម្លាំងសាមគ្គីដើម្បីពំសត្វចលិននឹងអូសឡើងទៅដាក់លើចុងឈើដាក់ក្នុងចំបុកវាបានហើយយើងសួរមកលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាខ្ញុំនេះអ្នកហ៊ាននិយាយរឿងសង្គមហ៊ាននិយាយរឿងថាពីរបបអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនណាហើយខ្ញុំទៅដោះស្រាយតែឯងកើតទេអូខេ
ខ្ញុំទៅដោះស្រាយម្នាក់ឯងកើតខ្វះការចូលរួមខ្វះការសាមគ្គីពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំទៅកើតទេអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបដូចសត្វចលៀនដូចប្រៀបធៀបដូចសត្វអង្ក្រងអញ្ចឹងសត្វអង្ក្រងចលៀនធំជាងខ្លួនវាឆ្ងាយណាស់បើសិនតែវាអូសតាវាមួយឡើងដើមឈើវាអូសអត់រួចទេអញ្ចឹងវាត្រូវការកំវាត្រូវការកម្លាំងសាមគ្គីប៉ុន្តែតាមការពិតទៅសត្វចង្អាសត្វចមោចសត្វអង្ក្រងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកម្លាំងវាខ្លាំងជាងមនុស្សទៅ100ដងទៅទៀតបាទខ្ញុំមិនបាច់ចាំឧទាហរណ៍អ្វីដែលជាការធំមួយទេខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងក្របអង្គរមួយក្របទៅនឹងសត្វស្រមោចដ៏តូចមួយសត្វស្រមោចដ៏តូចមួយអាចពំក្របអង្គរបានខ្ញុំសួរថាមនុស្សយើងប្រសិនបើដើមឈើធំបើប៉ិនខ្លួនយើងតើយើងអាចលីរួចទេលីទៅអត់រួចទេបងប្អូនណាលីទៅអត់រួចទេយើងលីអត់រួចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការអីគេយើងត្រូវការកម្លាំងសាមគ្គីត្រូវការកម្លាំងចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាប់ឆ្ការព្រៃនឹងណាកាប់ឆ្ការព្រៃនឹងស្ពុះតរោគោលដៅដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវការតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមទៅលើបុគ្គលម្នាក់ឲ្យគាត់កាប់ឆ្ការហ្នឹងមិនមែនបានមកដោយចិត្តបងប្អូនចង់បានទេគឺត្រូវអង្គុយរងចាំយូរណាជួនកាលហ្នឹងគាត់ប្រឹងខំប្រឹងរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ងាប់អត់ទាន់បានស្ពុះទៅដល់គោលដៅនឹងដល់គូជ័យដល់កន្លែងជោគជ័យហ្នឹងពួកគាត់ទៅតែឯងតែឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវការគឺគាត់ត្រូវការកម្លាំងបន្ថែមគាត់ត្រូវការកម្លាំងសាមគ្គីដើម្បីជួយកាប់ឆ្ការព្រៃនឹងម្ដាយម្ជើងម្នាក់ដើម្បីស្ពុះទៅដល់បោកកន្លែងគោលដៅណាអានេះខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាបងប្អូនផ្ដាំទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងប្រមមភ្ញាក់ឲ្យលើកឯងបាទកុំគិតពីញោមគ្នាបាក់ស្បាតញោមគ្នាសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះគ្មានណាម្នាក់ដែលគេរកយុត្តិធម៌លើកដាក់ចានស្រាក់មកថ្វាយអង្គមលើកជូនយើងទេក្រៅពីយើងខ្លួនយើងបាទក្រៅពីយើងខ្លួនយើងណាយើងចូលរួមទៅយើងសាមគ្គីគ្នាទៅអំណាចក្តោយគណៈបកក្តោយមិនមែនយើងអាចបង្កើតគណៈបកដោយម្នាក់ឯងកើតទេក្រៅពីការចូលរួមក្រៅពីការសាមគ្គីគ្នាបាទមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកមួយដ៏ធំស្មើទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនមកពីអីមកពីបងប្អូននឹងគាត់ចូលរួមបាទមកពីបងប្អូននឹងគាត់ចូលរួមជាមួយគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបាទដើម្បីកសាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមួយឲ្យធំស្មើទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនបាទណាស្មើទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនប្រសិនបើបងប្អូនម្នាក់ៗយើងសង្ឃឹមទៅលើតែបុគ្គលម្នាក់អត់អាចទៅរួចទេណាអត់អាចទៅរួចទេបាទអញ្ចឹងពេលវេលាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំហូបបាយសិនបាទពោះមកហូបឆ្អិនហើយបាទទុកដល់ត្រជាក់វាមិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងទេដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនហើយនឹងជម្រាបជូនដល់អ្នកដែលសំសុទ្ធធ្វើនយោបាយដើម្បីលំអឲ្យគណៈបកប្រជាជនផងលោកពលហុំមិនមែនជាមនុស្សដែលគាត់ក្មេងដែលអត់មានគូក្បាលគិតពិចារណាទេគាត់ចាស់ចិត្តនឹងងាប់ស្អែកស្អែកហើយលោកពលហុំប៉ុន្តែគាត់ដូចអត់មានគូក្បាលគិតគូក្បាលពិចារណាបាទអានឹងខ្ញុំផ្ដាំទៅដល់លោកពលហុំជាមួយនឹងសហមេធាវីរបស់លោកប្រធានគឹមសខាផងបាទមិនអ្នកដែលមិនបានចូលសាលារៀនមិនមែនអ្នកដែលមិនចេះអក្សរមិនមែនអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងទេយើងមានចំណេះដឹងយើងមានគូក្បាលគិតពិចារណាបាទណាអូខេបាទអារឿងបញ្ហាគុកប្រសិនបើខ្ញុំខ្លាចគុកបើសិនតែខ្ញុំដើរគេចគុកខ្ញុំមិនមែនចេញមុខមកដើម្បីនិយាយលោកហ៊ុនរិះគន់ចំពោះលោកហ៊ុនសែនទេណាអូខេបាទគុកវាអត់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេបាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺប្រទេសជាតិ
បាទដែលសំខាន់ចំពោះបញ្ហាគុកវាអត់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹកគុកថ្ងៃណាក៏បានខែណាក៏បានដែរមិនបាច់ចាំប្រឹងឲ្យរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនចំណាយថវិកាដើម្បីរៀបចំបលិសទាហានតាមចាប់ខ្ញុំដែរបាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺឲ្យលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែននឹងគេកែនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងដើរចូលគុកដោយខ្លួនឯងបាទមិនបាច់ចាំចំណាយថវិការដ្ឋចំណាយថវិកាជាតិដើម្បីតាមចាប់ខ្ញុំវាអត់ប្រយោជន៍ទេបាទហើយគុកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏គុកអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំដែរណាវាអត់មានតម្លៃអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំទេណាបាទខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលខូក្បាលកបីដើរឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ដោយងាយងាយទេសូមប្រាប់ទៅអូខេអូខេបន្តិចខ្ញុំមិនមែនខូក្បាលកបីដើរឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ងាយងាយដូចអ្នកដតីទេទាំងដែលយើងមិនទាន់អាចជួយអ្វីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយើងមិនទាន់អាចនិយាយពីទង្វើអាក្រក់ដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើមកលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយើងជាប់គុកប្រៀបធៀបស្មើទៅនឹងការដែលយើងកំពុងតែបោះបង់បាទបោះបង់អ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវការមុននឹងជាប់គុកយើងសូមដាស់តឿនស្មារតីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ភ្លឺស្វាងសិនបាទណាបាទសួស្តីកំពូលអ្នកបងហោះព័ត៌មានបាទហើយដល់ម៉ោងបងដល់ម៉ោងខ្ញុំបញ្ចប់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហូបបាយសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអូខេផងមុននឹងខ្ញុំជាប់គុកខ្ញុំនិយាយរឿងអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្ដាប់ឲ្យអស់សិនចាំខ្ញុំជាប់គុកខ្ញុំនឹងរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនងាយឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំបានទេបាទពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនអស់ហើយហ៊ុនសែនចង់មកចាប់ខ្ញុំហើយណាក៏ចាប់បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយពីទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយពីទង្វើអាក្រក់ទង្វើថោកទាបរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បានដឹងបានលឺសិនទោះបីជាប់គុកក៏ខ្ញុំអត់ស្ដាយក្រោយដែរសក់ចិត្តជាប់គុកប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងបានលឺពីទង្វើអាក្រក់ទង្វើថោកទាបរបស់លោកហ៊ុនសែនបូករួមជាមួយនឹងអ្នកដែលសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទគឺមនុស្សដែលកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទៅសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយដើម្បីលំអឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគ្រប់គ្រងអំណាចធ្វើបាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តបាទតាមផ្ញើទៅដល់លោកពលហុំបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមនឹងអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណច្រើន